បាទព័ត៌មានជាបន្តសូមជូនភារៈទៅលោកបុត្រាបន្តទៀតបាទអរគុណសិក្ខាជាបន្តនោះគឺយើងជួបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀងរៀងចម្លែងបន្តិចណាចម្លែងបន្តនឹងធ្លាប់តែទស្សនាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលត្រាចរាចរណ៍បាត់ល្មើសឬឃាតកម្មផ្សេងៗដល់ពេលនេះគឺជួបជាមួយនឹងអត់សំឡេងបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងលោកតាអាចិត 72 ឆ្នាំម្នាក់កំពុងតែបើកបរទេសក៏បានបណ្ដាលដាច់ខ្សែទៀមគូម្ខាងនឹងសងខាងនោះបើកដាច់ម្ខាងគឺគោមួយបានរត់របូតបាត់មួយក្បាលហើយនៅសល់មួយក្បាលទៀតនៅជាប់នឹងខ្សែទៀមហើយក៏វិលញីញក់នឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលចុងក្រោយគឺបានរងរបួសធ្ងន់ហើយក៏ទៅស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងករណីខាងលើគឺការឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកតាអាយុ72ឆ្នាំម្នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្
chỉ tràn chum rồi hốt đọt đạch xài tiêm một kháng tiết từ cú mùi cơ ba nó rút chênh phần tử cả đời này cứ bán cả lạng nơi William Mong phụng buôn một phê pram để tì bực ngay tì pram khai cả đà cơ lo mốc đài thật nơi khổng ở phùm khuất khung bừng rô sâu rồi đếp ý khai cổ phùng chân năng hai bà tam ca bánh chạy bộ công cụ xa chôn rôn cụ bà này đang tha lục ta chung một thạc cài mọc ở dụng chất sắp bình nằm rồi nơi không phùm khung cả hành khẳng lớn hai nơi bước nơi ngay ở các hãng nó cứ lục ta bàn bộ rồi tế cụ tổ lọc một vị chua sẵn phê bộ rồi tế mực đo chụp tiền hóa có sắp tại các hãng khẳng lớn đi tèm bộ đồng bàn đà lào lục ta rôn rồi bộ nhàng thương thương bàn tốt mốc của bàn còi các hãng nó khôn trai của bàn bình chún lục ta từ tam sừng cụ nơi không một tí bệnh bằng ai giả khách liêm liêm phòng đài hai mực đo bước ngay thì bằng bay khai cả đá cho năm phí bọn đọc bay ở con lòn từ ni à cả đạo rục bua rồi bỏ lục ta của miên là sự phiếp thương thương lang thương thương lang thay mực đoàn tiên và tuốc bay khất không chia ba phí xâm nạc cùng cụ bệt không chú ý xung cụ nhạc đó có nơi với lê mong bỏ mạng bụng bốn có bạn đạch sau sạp từ hai bài cho bọn thật bạn ở chỗ từ đầm bay bộ cụ từ đó là con cụ xá bà thuốc bọn đoàn tạm bộ bây ni khả mai dương trong này cứ thà đòi xa tại sạp trên nẹ bóng co ở lúc ta có hàm bồ nạ phiếp một chân bạp mình ai đoàn tiết tố sạp bàn tế bố sạp với ổn miền bí trà nạ nhân đôi mình nụ hồi mùi tiết thật ta bà sân chi dương dây ẩm pi cô ca tự tu khô tơ rọt bà viên đi vinh mặt đón cứ thà ca tự tu khô tơ trong bố ẩm pư rồi bỏ sạp một chân mà chạ sát cứ thà trên nẹ tự tu khô tơ trong bố ẩm pư rồi bỏ sạp bàn tay đòi xa phải chi lúc ta cổng cửa sao ta cô chi mà chạ cô chân này chân mà chạ luôn ấy cả tôi có tao ắt cả tiền cho bà sân chị cô nâng dương chay pin đẹp xinh mà mình chay pin đẹp xinh khi nông pin ấy cứ dương chị nè cục cồn tơ đài chẳng mình ai ao mà cha đã ao chay nâng tôi khâu tơ bàn thì bàn bà cho bà sân ba sông cạn một tiền được một tôn cho môi nâng cái hai thà cô nè đầu tí còn lấy mỏ nó cậu ban ở thành cho môi kia nâng nè đặt chi cho môi kia mỏ cho môi kia những cái tranh so những cái được gọi như nào ở đây nè ấy nâng trong vậy thà cô nè đầu tí bàn cô nè đầu tí tay mà chắc mỏ cho môi kia mà chắc mỏ cho môi kia bắt nè na cái nè chay bàn ở đây chơi mau từng pí mau cho mỗi khnề quạt nẹp ở chơi bó quạt quạt mau cho mỗi khnề chứ ủ thì khó này ế bà sinh dương chơi à năng mà chắc cái rồi luôn này rồi luôn tiền bà rồi luôn này mình dương chơi bà kê mau bò mọi chẳng là mau prà hay còn mà chắc cái mà chỉ tùng lừ tận tay này bà con năng tục chun hai thà cầm cự sa lô thôi bồn được tam một pí ní à năng vừa hai giờ bây giờ vừa thoa prà với cứ tham à dụ sang kha với đo bà chẳng mấy thế bà chất sấp pí ấy bà chất sấp pí bà con chơi là lấy châu đập bò miền mũi tiết bẹ bòn từ năng ca sặc sà rùng bình mặt đó cứ thà nơi khăn nông về cạnh sầm phía khay muối chè muối nừng sầm đại bề mà hà sang cái riêng bù kí nơi cái nhà thầm dục tại cái này nừng chia bề sài gòn chia thì cá nơi sài gòn chia lại bề sài hạ mình đi chia bàn ở đằng thà sầm đại bàn tổ tu áo tiền nhị sơn tiền sơ tiền xa thì lại chôn chẳng o của xã bán nâng áo chia diêm áo đầm lay chấm pua ca sặc xá nơi khánh nông sóc chia với xe cứ áo đầm lay chấm pua sở nhà bát nơi khánh nông sóc sở nhà bát nơi khánh nông sóc cứ mình tranh sở nhà bát mò pi cai bờ tê tê ở vậy đây sầm khán cứ tha cam thì sặc xá bờ sơn la nị mùi nị mũi ở vậy đây căn tài sầm khán thiết cứ nẹt sặc xá luôn ai nút trời pro tê bát áo chuột chuôn công kết tại áo đầm lay sở nhà bát cai bờ tê tê đã thu áo quân được phép rồi có khai tha ca khất cam prang prai người bảo nẹt khánh nông sóc nó vừa tới chí à xã bằng từ bình và sầm đại bàn em biên phép bản tù bạp ní cho mùi nâng phần nhạc nghĩa tù hóng mì bạn đối chân này xông bật tó xông đạp bạc thề rạc đại ca rồi bỏ xâm đạch bạc xong mà hà xong gửi bú kí đã chia những dụ này cái nạn không dứt tại cả đi cài bạn
ពុទ្ធអរថាវិជាការថាវិជាឧបត្តបាទនេះគឺថាវិជាការគឺបានតែថាអាស្រ័យវិជានោះហើយបានឈ្មោះថាបានទទួលការត្រាស់ដឹងហើយចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនប្រើពាក្យថាត្រាស់ដឹងទេបើយើងបានទទួលនៅការរៀនសូត្រយើងចេះដឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រអានឹងហើយជាប្រយោជន៍មួយដល់ក្នុងការត្រួតត្រងជីវភាពការរស់នៅរបស់យើងហើយក៏យើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងបានទទួលកិត្តិយសគេឈ្មោះថាប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាយើងខ្មែរយើងនឹងគឺសត្វតែជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់ណាមិនចាញ់ប្រទេសដទៃទៀតទេនឹងគឺយើងមើលទៅយើងជឿថាប្រទេសយើងដូចជាជឿជឿយើងស្ទុះទៅរៀននៅនេះប៉ុន្តែពិតដូចគ្នាដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេប៉ុន្តែអានឹងការមនុស្សយើងតែថាបើថាសញ្ញាបត្រមកពីបរទេសទៅដូចជាថាមើលទៅដូចជាល្អបាត់ហ្នឹងវាយើងឲ្យតម្លៃតាមពិតនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏តម្លៃដូចគ្នា តម្លៃដូចគ្នាទេដូច្នេះសូមថាឲ្យមានការរួបរวมជាកម្លាំងជួយឧបត្ថម្ភចឹងទៅតាមថាអស់លោកអ្នកដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការដែលកសាងធនធានមនុស្សមិនសិនតែយើងជួយមនុស្សឲ្យមានតម្រេះវិជាឲ្យបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ម្នាក់ហ្នឹងមិនចាញ់នឹងការកសាងព្រះវិហារទេបើយើងឲ្យមនុស្ស សម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជបូគ្រីដែលជាគណៈនៃធម្មយុត្តកិច្ចការនិកាយគឺថាជាស្ថាបនិកមួយនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធហមនីរាជាហើយព្រះអង្គបានប្រមាណប្រមូលនៅបច្ច័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីដំណើរការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យមួយនេះសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតជាកុហកផងហើយជាព្រះសង្ឃផងហើយសាលាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធហមនីរាជានេះគឺថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនព្រះសង្ឃដែលមាន
ដែលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយថាវិការដែលដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាថាវិការរបស់សម្ដេចពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ រួមទាំងព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសគឺថ្មីៗនេះសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋរ៉ែនសែនបានសាងសង់អគារសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលចំណាយថវិកាជាង ថាបង្កើតឲ្យមានជាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យភាសាអាមេរិកជានេះក៏ក្នុងបំណងនេះគឺចង់ជួយដល់អ្នកដែលមានការខ្វះខាតទូរគតគឺមាតាបិតានឹងមិនអាចនឹងជួយឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនសូត្រទៅបាននឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនឹងឯងនេះចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ណាបង្កើនការអប់រំចំណេះដឹងដល់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងណាទាំងព្រះនិស្សិតទាំងនិស្សិតតែថាព្រះនិស្សិតហ្នឹងគឺថាលោកក៏បានចូលមកជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនារោគបច្ច័យអីទៅសិក្សានៅសាលាដែលបងបច្ច័យអីច្រើនបានអញ្ចឹងក៏សាលាយើងហ្នឹងក៏គិតឃើញទាំងអស់ហ្នឹងការដែលចូលមកនេះក៏គឺដោយការប្រឡងណាប្រឡង ប្រឡងហើយលោកអ្នកណាប្រឡងជាប់ហ្នឹងក៏លោកអាចមានសិទ្ធិនឹងមករៀននៅពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យពិសេសអាមេរិកជាយើងហ្នឹងបើថាមកពីជនបទមកពីតាមខេត្តខ្វះទាំងទីកន្លែងស្នាក់នៅខ្វះទាំងលុយដែលត្រូវបង់ថ្លៃសាលាខ្វះទៅគឺខ្វះចាំមែនទែនជាពុទ្ធិនៅទីក្រុងផ្ទះលោកនៅនឹងហើយគឺលោកអាចដោះស្រាយបានហើយណាផ្ទះអីបាយទឹកអីទៅលោកអាចមានបច្ច័យហ្នឹងទៅតែរៀនសូត្របានបាទ
ពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យប្រាសេមនារីជាបច្ចុប្បន្នគឺថាបណ្ដុះបណ្ដាកម្រិតបញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផងដែរហើយមានថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រនិងសៅរ៍អាទិត្យសម្រាប់បំពេញតម្រូវការជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតទាំងប្រសងផងដែរហើយជារៀងរាល់ខែ12នៃឆ្នាំនីមួយៗគឺសាលាចាប់ដើមទទួលពាក្យដើម្បីប្រឡងចូលសិក្សារៀនសូត្របាទនេះគឺជាការបង្កើតស្ថាប័នមួយដើម្បីចូលរួមបណ្ដុះបណ្
song great to Johnson Cotton, the out them lies and poor Casasak no strokes and yap, but the no stroke object out them lies and yap, but no, I cry per take clang pig. But away there's some country time and men, midday time and chunk oi, he said some like he said Satira Chun to Bento Casasan, the cry per day, but I come jet out them like clang pig, net the Canadian from Knong Strok, agent Jadamana, but I couldn't change so many at the job that Termason Lubata. I couldn't through two things, you take a rope and one chap. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.